Sáng nay, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ phối hợp với câu lạc bộ phụ nữ 8 tháng 3 tổ chức họp mặt cho các hội viên nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2024 và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu của 94 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những đóng góp quan trọng của chị em trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhân dịp này, các hoạt động giao lưu văn nghệ sôi nổi, đặc biệt là màn trình diễn áo dài truyền thống ấn tượng đã tạo điều kiện cho các cán bộ nữ hưu trí gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho xã hội.